Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang đọc truyện ngôn tình. Ngày hôm nay Trang xin gửi tới các bạn một bộ bản văn cổ đại hài hước của tác giả vô danh có tựa đề là Bổ đầu khó làm. Chuyện có độ dài 7 chương, chuyển ngữ bởi Du và biên tập bởi Iris. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chương một bổ đầu khó làm sau khi nữ hoàng bệ hạ lên ngôi phụ nữ cũng có thể ra ngoài làm việc như đàn ông Mần hạ đeo yêu bài của bổ đầu ngày ngày đi tuần tra đường phố tuy phần lớn chỉ đảm nhiệm mấy vụ trộm cắp vặt nhưng từng đó cũng đủ làm cho nàng mỗi ngày đều tươi cười hớn hở tân nương bị cướp đi rồi mau đuổi theo báo quan đi một người áo trắng cưỡi ngựa mang theo tân nương còn đang mặc hỷ phụng đỏ rực phóng như bay vụt qua mặt mân hạ vị nữ bổ đầu nào đó bị hít đầy bụi đất vừa rụi mắt vừa đuổi theo mau thả tất nương ra tha dỡ mười tòa miếu còn hơn một lần phá hỏng đám cưới của người khác xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ người áo trắng cưỡi ngựa còn cố ý hất đổ hàng hóa ven đường mân hạ vẫn kiên trì bám theo sau đáng giận chính là mỗi khi tên kia thấy tốc độ của nàng chậm lại còn ghim dây cương đứng chờ ngựa phi đằng trước người đuổi đằng sau rành rành chứng minh cho câu tục ngữ đừng bao giờ chạy đua với động vật nhất là cùng với một con ngựa lực lưỡng to khỏe cương đình cúi đầu nhìn tân lương đang bị dọa cho ngây người lại ngoái đầu nhìn thoáng qua bóng dáng nữ bổ đầu vẫn kiên cường bám theo kia vỗ vỗ con chim sáo đậu trên vai mình tiểu bát ta thấy nữ bổ đầu đang đuổi bắt người kia nhìn rất quen mắt mày quay lại xem có đúng là người quen hay không chim sáo nghe lời tung cánh bay xuống khỏi đầu vai hắn mân hạ đuổi theo đằng sau đến khi mệt sắp đứt hơi mới dịu dừng lại Chim sáo hạ cánh xuống bên cạnh mân hạ, nhảy qua nhảy lại. Với sức của nàng bây giờ thì không có hy vọng đuổi kịp người áo trắng kia, nhưng lẽ nào lại không tóm nổi một con chim ư? Chim sáo như có linh tính, chơi trò mèo vờn chuột với mân hạ. Nàng vô bên trái thì nó lách sang bên phải, nàng tóm bên phải nó lại bay sang trái, qua qua lại lại mấy chục lần không dứt. Đợi tóm được, tao, tao sẽ nhổ sạch lâm của mày. Mân hạ bỏ cuộc, bắt chim hay bắt người đều không nổi. Thôi dẹp đi, Nhìn người áo trắng vẫn đứng đằng xa, Vân Hạ thầm nghĩ, tân lang nhà người ta còn không vội, mình vội cái gì chứ? Cũng chẳng phải tân lương của mình bị cướp đi mà. Chim sáo bay trở về bên cương đình, đầu trên bờm ngựa bắt đầu líu lo, tính tình nóng nảy, khuôn mặt xấu xí, dáng người không đẹp, còn thích mặt lông, không quen. Cương đình liếc nhìn Vân Hạ, thấy dáng vẻ nàng như muốn quay về thành, hắn bèn dùng chân thúc vào bụng ngựa. Khi chạy ngang qua Vân Hạ, hắn bất ngờ thả tân lương xuống, một tay tóm lấy mân hạ rồi lại rụng ngựa rời đi mân hạ ngẩng đầu nhìn tên thổ phỉ kinh hoàng trợn mắt cương đình tân nương gặp nạn ngã trên mặt đất thẫn thờ nhìn tên cướp đang dần quất bóng mới giật mình sực tỉnh vội vàng đứng dậy rời đi nàng còn phải về cho kịp giờ thành thân sau đó mang lễ vật tới nha môn cảm tạ bồ đầu lâm vì đã đại nghĩa diệt thân Mần hạ bị cương đình mang đi cũng coi như sống thoải mái. Được ăn no ngủ kỹ nhưng bên người lúc nào cũng kè kè năm tên cướp đứng canh gác. Chỉ cần nàng lộ ra ý định bỏ trốn. Chắc chắn bốn gã đàn ông cờ bắp hùng hãn kia sẽ bày ra một dàn nước mắt nước mũi thòng lòng cho nàng xem. Còn tên thứ năm ư? Nếu nói vẫn giữ được phong thái và tư cách của cướp thì sai bét. Tuy gã không biết diễn trò nhưng sẽ đứng bên cạnh nàng. Tay ôm cái bát mẻ khản giọng ngân nga. Chị giàu hỡi! Chị và bỏ đi, y à, bỏ đi, đại ca sẽ không cho bọn em ăn thịt. Chị dâu ơi, cơm có thịt, y à, là có thịt, chị dâu hỡi. Chỉ bằng trình độ này mà đã nổi cáu, thế thì con chim sáo kia sẽ cho Mân Hạ trải nghiệm cảm giác Chị muốn thắt cổ chứ không thiết sống nữa. Mân Hạ, làm Mân Hạ, Mân Hạ, làm Mân Hạ. Chim sáo nhàn nhã nhả nhốn nhảy trên một chạc cây, líu lo vài câu rồi nhảy sang một chạc cây khác. Em bé, xinh em bé, đau chết cô lông của tôi lông chim nha lông chim xinh đẹp mân hạ nhặt một cành cây nhỏ lên và cầm chắc trong tay nước mắt nhìn chim sáo nhỏ vẫn đang nhảy nhót không ngừng không hiểu là ai nói vật nuôi giống chủ con chim này có học được tính tình trầm lặng ít nói của cương đình đâu tiểu bát cây nhúng lông trắng của mi trông rất ngứa mắt hơn nữa nếu không phải tại mi chọc tức ta thì mớ lông đó tự dụng sạch được ư sáo đá lông trắng Chính là cực phẩm khó tìm Nếu cô nương mân hạ muốn vặt lông nó như vậy Thì để ta sai người làm cho nó một bộ quần áo Rồi tiếp tục vặt được không Cương đình tay cầm quạt Nhẹ nhàng bước tới Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì điểm ấn tượng nhất Không phải do diện mạo xuất sắc Mà là do phong thái ôn nhận như ngọc của hắn Trường bào màu đỏ khoác lên trên người hắn Không mang theo vẻ dễm lệ của con gái Cũng không bộc lộ quá rõ Vẻ lãnh điệt của đàn ông Cứ tự nhiên như vậy mà khắc vào tâm trí người khác nhưng sự ôn nhuận này chỉ giới hạn những lúc hắn không mở miệng mà thôi chim sáo tức giận nhảy lên kêu a không có lông sẽ không bài vãn được chim máy không sinh ra chim non được kẻ xấu xa một đôi xấu xa cương đình tiên sinh cũng đã ở bên cạnh ngài lông như vậy rồi mân hạ ta cũng nên cáo từ về nhà thôi mân hạ đứng lên khỏi nền cỏ về mặt thản nhiên chắp tay nói với cương đình tên này định đổi nghề làm cướp hả hoang đường Dành dành là một thiếu tướng lẽ nào lại như vậy? Cương Đình mở quạt ra, đôi mày trên trán khẽ nhíu lại, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Cũng tốt, ta cũng muốn đi xem thử nhà Mân Hạ trông như thế nào. Mân Hạ cao mày khó xử, sao có thể dẫn tên này về được, nơi đó còn chẳng có chỗ nào giống nhà bình thường. Nơi này yên tĩnh, là chỗ lý tưởng cho người muốn an cư, Cương Đình tiên sinh còn muốn đi xem nơi nào nữa. Muốn ở đây luôn ư? Cương đình nhẹ nhàng thu quạt lại Lại ngoắc tay gọi năm người đang đứng ở đằng xa kia Vốn chỉ định giữ nàng ở lại chơi vài ngày Nhưng nàng có vẻ thích cảnh sắc nơi đây Nên ta đã cho người tu sửa lại gian phòng Từ nay về sau ở luôn cũng được Mần hạ cũng không muốn tiếp tục đồi cò với hắn nữa Kéo dài thời gian chỉ tổ để cho đám mật thám của người kia tìm đến được mà thôi Khốn kiếp Người thả ta ra Ta đưa tiền chuộc cho ngươi Tiền chuộc Cương đình nhấn mày không chút lưu tình ném chiếc quạt xuống đất. Nếu ta cần tiền chuộc, thì đã chẳng thả tân nương nhà họ lý đi. Trên đời này những thứ quan trọng hơn tiền chỗ nào cũng có cả. Không cần tiền? Vậy thì anh giữ ta lại làm gì chứ? Mân Hạ vừa nghe hắn nói không cần tiền thì lập tức hiểu. Quả tầng với người này cái gì cũng có thể thiếu, chỉ không thiếu tiền. Nhưng trong lòng nàng vẫn âm thầm sợ hãi. Mục đích của hắn không phải vì tiền. Có khi nào là vì phụ mệnh người kia tới bắt mình trở lại hay không? Cương Đình nở nụ cười bí hiểm, cố ý dừng lại mới công bố đáp án. Ta có thể nói, giữ nàng lại là vì ta cảm thấy trêu chọc nàng rất vui. Mân Hạ vuốt ngực cô nén cơn tức lại và nói, "Cương Đình, nếu để cha anh nhìn thấy cách hành xử như ăn cướp này thì nhất định ông ấy sẽ đi đập đầu tự sát đó." Chương 2: Lần đầu làm cướp. Trải qua một lần giao phong, Cương Đình, đơn phương và Mân Hạ đạt thành ước định hai người không nói với nhau thêm một câu nào thế nhưng đến khi xuất phát vân hạ ngồi trên một khối đá sống chết không chịu nhích mông nàng không đi hả cương đình phe phẩy quạt trước ngực cho dù điều kiện đầu tiên của ta là thả nàng đi thì nàng cũng nhất định không chịu vân hạ cắn răng lườm cơn đình đối phó với tên này không phải chỉ một chốc một lát là được không đi cho dù ta không phải là phượng mân thì hiện tại cũng là một bổ đầu thanh liêm chính trực ép một bổ đầu như ta đi cướp anh có biết suy nghĩ không hả? <laughs> được rồi, là ta tính sai. Cương Đình lặng lẽ đến gần Mân Hạ, nhanh như chớp đánh một đòn khiến nàng bất tỉnh, vác người lên vai chạy tới địa điểm mai phục. Xung quanh quan đảo đều là lùm cây, bụi cỏ rậm rạp, đám người Mân Hạ nấp ở một bên, Cương Đình ngậm gậm cỏ trong miệng, ghé lại gần Mân Hạ, chia cho nàng một cọng. Cây cỏ này có mùi vị khá được, nàng có muốn nếm thử không? Vớ vẩn, giờ này lúc nào rồi con đùa? Mân hạ vươn tay đập rất cọng cỏ trong tay hắn con người này bao nhiêu tuổi rồi mà còn cư xử như đứa trẻ vậy chứ cương đình vĩ môi ra vẻ ấm ức quay sang vỗ vai long đại ý vào gã an bài kế hoạch long đại khẽ hắng giọng lên tiếng <laughs> chờ cho xe ngựa cuối cùng của bọn chúng đi tới đây chúng ta sẽ cử một người đứng ra đàm phán kêu bọn chúng giờ tay chịu trói nếu chúng chống cự thì tất cả cùng xông lên vậy trong bảy người chúng ta ai sẽ đại diện ra mặt long nhị đợi đại ca nói kế hoạch xong mới giải giặt đặt câu hỏi tóm lại là ai ra mặt cũng được chỉ cần không phải là gã vấn đề này đúng là làm khó năm anh em nhà họ long cương đình nhìn vẻ mặt khó xử của bọn họ cũng chỉ đành đưa tay bóp chắn thoáng liếc qua mân hạ thật ra nàng cũng là người vừa có dũng vừa có mưu nhưng nàng sẽ không chịu nghe lời hắn đâu cương đình chưa nghĩ ra cách theo thói quen gõ quạt vào lòng bàn tay không nên lỗ mãng rút dây động rừng khiến cho đám tham quan ô lại này phát hiện ra bọn họ đang ngấm ngầm điều tra được. Hơn nữa, kẻ hôm nay nhận nhiệm vụ di rời tăng vật này đều biết mặt hắn và anh em nhà họ Long. Vân hạ, Nàng có muốn thử trải nghiệm cảm giác phấn kích khi làm cướp không? Cương Đình học đòi văn vẻ, mở quạn che khóe miệng đang nhếch lên. Vân Hạ bất giác đưa tay vuốt mũi, né tránh đôi mắt mị hoặc như muốn câu hồn đoạt phách người khác lại thêm giọng nói trầm khàn đầy từ tính của hắn đối với dùng mạo như ngọc lại đang bày ra mỹ nam kế của cương đình nàng khó mà cưỡng lại nổi được xoạch chiếc quạt bị cương đình mạnh mẽ gặp lại mần hạ thật hối hận khi nãy đã vội vàng đồng ý bộ này chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay nếu không phải tên kia dùng mỹ nam kế khiến nàng mê muội thì đời nào một bổ đầu chính trực như nàng lại ra tay đi cướp bóc chứ đúng là chuyện ngàn năm có một trong lúc Mân Hạ còn đang ngây ngẩn, thất thần, đoàn người kia đã xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Cương Đình cầm quạt gõ nhẹ lên đầu nàng ý bảo, Mân Hạ đã đến lúc hành động. Mân Hạ cứ thế lâm vào tình huống, không có trâu bắt chó đi cày, dề già bước ra. Từ trong lòng đang cuộn trào không yên, thế nhưng sắc mặt nàng lại bình tĩnh đến vô cảm. Nàng đứng chặn trước đoàn xe hét lên, đồ vật để lại, người có thể đi, chúng ta không cướp người, lúc đi nhớ mang theo vật dụng cá nhân kẻo đến lúc đói không có lương thực Các người có thể kẻ dẫn đầu đoàn xe nghe nàng nói nhiều đến mức mất hết kiên nhẫn trực tiếp đáp lời <laughs> dám đứng chặn đường thì đừng trách bọn tao nặng tay còn không thì tránh qua một bên cho bọn tao đi người lại nhải nhiều như vậy để làm gì ha rất xin lỗi hôm nay là lần đầu tiên ta xuống đường đi cướp lời thua ai còn chưa quen lắm cho nên <laughs> mong các vị bỏ quá cho mân hạ trưng ra vẻ mặt vô cùng áy náy chắp tay nói với bọn họ xong xong lại hổ thẹn cúi đầu lý nhí lên tiếng a à, tên kia cũng chưa huấn luyện qua cho ta ta cũng không có kinh nghiệm các anh em bắt lấy nó đám người kia không quan tâm bần hạ có kinh nghiệm hay không rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhóc còn bắt mũi chưa sạch thế nên nhất thời sự chú ý của cả đoàn đều đặt lên trên người mân hạ nhóm cương đình từ đằng sau xông lên tập kích bàn xe khiến cho đám người hộ tống không kịp trở tay chỉ có thể bị động chống trả kết quả sau một giây cũng có thể đoán được cương đình và năm anh em nhà họ long không thương tích giành thắng lợi đi cương đình ta nói là giữ lời ta đưa nàng về cương đình vỗ vỗ lên yên ngựa mân hạ gãi gãi đầu trong lòng tự hỏi bọn hán định xử lý chỗ bạc này như thế nào đây mấy người không định chia cho ta một phần à Từ khi nào nàng lại để ý đến tiền bạc như vậy phượng mân chỗ bạc này đến từ đâu thì sẽ quay về đó thấy mân hạ lộ ra vẻ không tin Cương Đình bất đắc dĩ khép quản nói Đừng nói nàng coi ta thực sự là cướp đi chứ chương 3 Làm đào phạm Cương Đình giữ lời để cho Mân Hạ rời đi Hắn đưa nàng đến nơi cách huyện thành không xa Lúc Mân Hạ đang định đi vào thành Bỗng có người đứng ra ngăn cản Bồ đầu lâm Cô bị truy nã rồi Hiện tại trong thành đang lùng bắt cô đó Một ông lão tóc hoa dâm vẻ mặt mang đầy thiện ý Nói cho nàng biết tin Ta đã làm gì Sao bỗng dưng là bị truy nã Mân hạ cho mày Cùng lắm mới qua hai ngày mà tin tức nàng chặn đường đi cướp đã lan ra toàn thành, tả tướng lại có thể huy động quan phủ đi truy nã nàng, xem ra thế lực cũng không nhỏ nhỉ. Ông lão kéo nàng đến bên đường nhỏ giọng thì thầm. Ây, nghe lưu sư gia nói, cô chặn đoàn xe của tổng đốc Tây Bắc đang trên đường đưa lễ vật đến phủ tả tướng. Cô nương giỏi lắm, giờ thì chỉ có thể trốn về phía nam thôi. Mân hạ không phải là người có thể dễ dàng tin lời người kẻ khác, nghe xong liền vội vã đi về phía cổng thành nhưng khi bóng dáng nàng vừa xuất hiện một nhóm thủ vệ gác thành đã cầm đào xông tới nàng chỉ đành quay đầu bỏ chạy đang trên đường lẩn trốn ông lão khi nãy bỗng dưng xuất hiện kéo nàng vào bụi cây ven đường kịp thời tránh được sự truy đuổi của đám thủ vệ ta tham tham quan giữa đường Mân hạ lúc này không khỏi hoang mang hơn 18 năm qua sống và làm việc theo đúng tiêu chuẩn lương dân chưa từng có ai lên án nàng làm việc xấu Vậy mà giờ lại lâm vào tình cảnh so với chuột chạy qua đường còn thê thảm hơn là vì đâu chứ? Mau đi đi thôi. Ông lão khẽ thở dài, vỗ vỗ vai nàng rồi đứng dậy chậm chậm rời đi. Khốn nạn! Cương đình nhất định phải giúp mình tẩy sạch thanh danh, nếu không nàng nhất định sẽ không tha cho hắn. Nghĩ tới đây, mân hạ liền chuyển hướng chạy về chỗ của cương đình. Ông lão kia vốn đã rời đi, nay lại quay về, kéo tóc giả cùng mặt nạ hóa trang bên ngoài ra, xuất hiện là khuôn mặt của Long Đại. Cường Đình mặc áo trắng từ trên cây nhảy xuống, rất vừa lòng với diễn xuất của Long Đại. Dùng quạt gõ nhẹ lên đầu y, tỏ ý khen ngợi. Diễn được lắm, lão tam, lão tứ, lão ngũ. Dạ, công tử. Ba anh em Long ra từ chỗ tôi bước ra, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu hành lễ với Cương Đình. Lần sau ở bên ngoài không cần hành lễ, đỡ mất công tả đáp lễ. Cương Đình chắp một tay sau lưng, khẽ gật đầu, tay kia phe phẩy quạt che trước mặt. Các người giả dạ, dạng sát thủ đi ám sát ngân hạ, đừng để cho nàng ấy nhận ra. Tuyệt đối không được làm nàng bị thương. Nếu để trên người nàng có vết xước nhỏ, ta sẽ rút sạch máu trên người các ngươi. Vâng, công tử. Trong chốc lát, bóng dáng của ba người biến mất tại chỗ. Lòng đại khó hiểu bút vuốt đầm. Công tử, mần tiểu thư mà biết chuyện sau này nhất định sẽ tìm ngài tính sổ. Cương đình khép quạt lại tỏ vẻ phản đối. Người nói xem, để lúc đó ta mặc một lớp lụa mỏng lượn qua lượn lại trước mặt nàng liệu nàng có còn nhớ tới lỗi lầm kỳ trước của ta nữa không long đại nhìn thấy vẻ mặt này của hắn liền tìm cách trốn đi y như gặp quỷ trong lòng y lén đánh giá công tử nhà mình ngang hàng mấy kẻ biến thái mần hạ trên đường chạy tới xào huyệt của bọn cương đình thì bị ám toán may mà nàng nhanh chân trốn thoát khỏi đám truy vinh kia hiểm nguy qua đi rồi nàng mới để ý thấy ruộng đất hai bên đều là một mảnh cằn cỗi lúa còn chưa kịp trổ bông đã úa vàng thi thoảng bắt gặp nạn dân đi sơ tán làng mạc tiêu điều so với kinh thành phồn hoa càng khiến cho cảnh sát có chút không thật nàng đã quên một thân con gái trên triệu ứng phó với gian thần loạn đảng đã đủ kiệt sức cho dù mạnh tay đến mấy vẫn để sót mất đám sâu so mọt quan viên kia ta phải trở về tả tướng phải trừ mân hạ hối hận mở to mắt nhìn Vẻ mặt khắc khổ đến chết lặng của những người dân nơi đây khiến nàng tự giận mà đấm ngực. Mấy năm qua, nàng chỉ lo cho bản thân được sống an nhàn mà quên đi sứ mệnh của mình. Cũng quên đi bản tính mạnh mồm mà nhẹ dạ. Ai ui mẹ ơi! Vốn đã thu hút sự chú ý của người khác, hành động của Hạ Mân càng khiến cho đám người dân sợ hãi tụ lại một góc, trong ánh nhìn còn mang vẻ oán hận không che giấu. Một đứa trẻ bất ngờ cầm hòn đá ném trúng đầu Mân Hạ, trong phút chốc máu đổ xuống nhuộm đỏ khuôn mặt nàng Mẹ đưa bé vội vàng chạy tới run rẩy ôm lấy con Vừa khóc vừa dập đầu với mân hạ Quan sai đại nhân Trẻ con không hiểu chuyện Xin ngài đại lượng tha mạng cho nó Không sao Ta đâu phải quan sai ở đây Có chút việc nên ta tự tìm tới thôi Mân hạ hơi thẫn thờ cởi quan phục trên người ra Rồi lại thẫn thờ rời đi Một trong thấy nàng vỗ hai má Tự sóc lại tinh thần chương 4 anh tới hay ta tới? Giữa khách tiếng ồn ào, Cương Đình vung tay rót rượu, lại nhìn đến Hạ Mân ngồi đối diện, chỉ nâng cốc uống một ngụm nhỏ, hắn không được tự nhiên vĩ môi, nàng có bản lĩnh gì mà đòi đấu với Tả tướng? Hữu tướng đấu với Tả tướng hơn nửa đời người còn chưa nắm được đuôi của lão. Nữ hoàng tiền nhiệm như nàng hiện tại cũng chỉ là một bổ đầu nhỏ bé, có cửa tóm được lão ư? <laughs> Mân Hạ nghe thấy hắn hỏi thẳng như vậy, ngụm rượu sặc lên cổ họng trước tiên phải chặn đường sống của lão hiểu rồi thì chít một tiếng nghe coi cương đình chép chép miệng ý tưởng của mân hạ và hắn không bàn mà hợp thật là ăn ý nói thật ta nghe không hiểu sổ sách là chứng cứ chính xác nhất nắm được sổ sách trong tay rồi thì không cần phải lo nữa mân hạ thâm sâu nở nụ cười tên cương đình này chỉ giỏi giả heo ăn hổ để xem còn định đi đường vòng đến bao giờ nữa cương đình buông chén rượu ghé sắt vào tai mân hạ nhẹ giọng nói mau ăn đi nếu chuyện sổ sách quan trọng như vậy chúng ta mân hạ cố ý nén ý nghĩ muốn đạp bay tên kia khi hắn nói chuyện hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến ra đầu nàng run lên từng trận bình thường hay nhăn nhó như mân hạ vậy mà lại đỏ mặt anh có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không hả mân hạ đẩy đầu hắn ra xa nhanh ăn đi chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm Cương Đình không được tự nhiên nói lảng sang chuyện khác, nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Mân Hạ, hắn thật muốn vườn tay nhéo từ một cái. Mân Hạ cúi đầu ăn cơm, một tiền cướp dám động tay động chân với bổ đầu, có nên bắt giam hắn lại luôn hay không? Cầm nước xong xuôi, hai người lên ngựa chạy tới Thanh Thành. Thanh thành, thành bên ngoài phụ tả tướng, có hai tên trông như ăn mày ngồi dưới đầu tường. Một tên đang nhắm mắt ngủ, còn một tên lại tỏ vẻ gấp gáp đến vò đầu bứt tay. Cổng lớn bằng gỗ lim, vòng gõ cửa bằng bạc tay nắm cửa bằng đồng mái nhà được lợp bằng ngói lưu ly thạch thú trước cổng được tạc từ đá trên đỉnh núi thái sơn ngay cả nữ hoàng ừ. trước đây cũng từng khen ngợi không ngớt bên cạnh hai hàng thủ vệ gác cổng oai nghiêm uy mãnh là hoành phi câu đối được biết đến dòng bay vượng múa gặp cái gì chờ một chút mân hạ nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước phủ lão quản gia ngồi trước cửa bị bao vây bởi một đám người môi giới có lẽ trong phủ đang tuyển thêm hạ nhân cương đình nhíu mày túm lấy tay mân hạ ta có ý này mau đi theo ta mân hạ cứ thế bị hắn kéo đi kế tiếp lại thấy cương đình thay y phục xong đưa cho nàng một bộ nhìn anh hiện tại thật không phân biệt được là nam hay nữ nữa mân hạ lật tới lật lui bộ y phục trong tay ngược lại ngước lên nhìn cương đình tên này muốn bày ra trò gì đấy cương đình thản nhiên thốt ra một câu nàng cải nam trang ta cải trang thành nữ Cương Đình vẫn luôn chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt của Mân Hạ, lúc này nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng. Phát hiện ra ánh mắt kia thản nhiên đến không giống những lần nàng tức giận, gầm lên hay ném cho hắn những tia nhìn sắc lẻm, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy nỗi sợ len lỏi chạy dọc sống lưng. Mân Hạ nhìn bộ váy màu lam trong tay xong, lại nhìn lên Cương Đình. Giáo dưỡng của anh chạy đi đâu hết cả rồi, mới có vài năm không gặp mà thay đổi nhanh như vậy. Ba năm, chỉ mới ba năm mà thôi, Vậy mà từ một vị công tử dịu dàng ấm áp như ngọc, giờ lại mang bộ dạng buông thả tùy tiện đến vậy. Nếu mân hạ không nhìn kỹ, có lẽ hắn lẫn vào đám lưu manh cũng chẳng phân biệt ra nổi. Cương đình hơi ngỡ ngàng, vẻ một cờ nàng khi giận dữ, hay lúc cười đùa, khi đam chiêu bảy mưu tính kế hắn đều đã thấy qua, chỉ là chưa từng thấy ánh mắt nhìn theo vẻ thất vọng như bây giờ. Nàng đang cảm thấy thất vọng vì thấy hắn buông bỏ phong thái điềm đạm ôn nhu của bậc chính nhân quân tử hay sao? Vậy rốt cuộc nàng có chịu mặc không? Cương Đình khoát tay áo, cạn đi suy nghĩ của mình. Mân Điện Hạ mà hắn biết năm xưa thường bày ra vẻ thông tuệ cơ trí, không phải Mân Hạ lạnh nhạt nghiêm nghị như bây giờ, khiến hắn cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm, tựa như bị ép uống một ngụm nước chanh, dù có phun ra cũng không hết được từ vị chua sót đọng lại. Mân Hạ mặc y phục xong, còn đeo thêm một lớp mặt nạ hóa trang. Cương Đình thấy thế chỉ xoa tay tiếc nuối, Hắn cảm thấy mân hạ mặc y phục nữ vẫn là đẹp nhất. Định nói ra mà lại thôi, thỏ con bị chọc tức cũng có thể cắn người. Trước phủ tả tướng, lão quản gia ngồi trên ghế kiêu ngạo đợi hạ nhân gọi tên từng người. Cương đình bước tới nhẹ giọng lên tiếng. Đại gia, ngày xem ta có được hay không? Lão quản gia ngước đầu nhìn cương đình. Lúc sau mới nói, được, ngươi ở lại đi. Vậy, à, ngài xem tiểu mũi đây thế nào? Cương Đình kéo Mân Hạ đang núp sau lưng mình tiến lên. Mỗi ấy hơi ít lời, nhưng mà làm việc lại vô cùng nhanh nhẹn. Có biết chữ không? Lão đánh giá một lượt. Mân Hạ tỏ vẻ nhút nhát, khúm núm đáp. Ta... À, không... không đọc được. Quản gia vừa lòng gật đầu. Nhà đầu này xinh xắn mà còn không biết chữ. Lão già biết được hẳn sẽ vừa lòng. Lục nhĩ, dẫn bọn họ tới chỗ bà Lưu đi. Vậy tối nay có hành động luôn không? cương đình đi đằng sau nhỏ giọng thì thầm nếu sớm tìm được sổ sách làm chứng cứ vậy mọi chuyện càng sớm được giải quyết mân hạ cảm thấy nên xem xét tình hình trước rồi mới ra tay cứ đợi thăm dò thêm rồi nói sau chương 5 đừng sợ ta sẽ không bỏ ngươi nữa đâu đêm đến trăng lên cương đình lén lút mò vào thư phòng phía nam tìm kiếm sổ sách bỗng có tiếng bước chân ngày càng tới gần hắn bộ nhảy lên xà nhà ẩn náu Vừa khéo năm anh em Long Gia đã nấp sẵn từ bao giờ năm người đồng loạt ra hiệu cho hắn đừng phát ra tiếng động Cương Đình hiểu ý gật đầu Thả nhẹ hô hấp Dõi theo động tĩnh bên dưới Cánh cửa bị một người mạnh mẽ đẩy ra Tả tướng thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị Hôm nay lại tươi cười bước vào Theo sau là mân hạ đang sụ mặt một đống Cương Đình và huynh đệ Long Gia quay sang liếc nhau Trong đầu đều có chung một ý nghĩ Không lẽ lão già này định tìm cách Lấn sấn mần hại sao? Thanh Đình à, người mải mực cho lão phu đi. Tả tướng ngồi sau bàn, cất giọng phân phó Mân Hạ. Vâng. Mân Hạ lý nhí trả lời rồi chạy tới bên cạnh bàn, vén tay áo bắt đầu mải mực. Tả tướng cầm bút lông sói, chấm vào nghiên mực rồi lại đem ngòi bút gạt gạt trên thành nghiên. Đôi mày nhíu lại có chút không vừa ý. Thanh Đình à, người mải mực như vậy là chưa được rồi. Tả tướng đứng lên đi ra sau lưng Mân Hạ. Lúc vòng tay choàng qua người, đầu ngón tay còn cố ý cọ lên một bàn tay nàng. Vân Hạ cố nén cảm giác muốn làm cướp, tỏ vẻ nhu thuận làm theo lời tả tướng. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống vì sổ sách, có được chứng cứ trong tay rồi, nàng sẽ coi như bị lợn chạm vào, không sao hết. Cương Đình nhìn thấy một màn này, lửa giận bốc lên, bàn tay vô thức nắm lại, chỉ muốn nhảy xuống đập ngất lão già kia. Vì cái gì hắn còn chưa chạm vào Vân Hạ được, mà lão khốn này lại dám động tay động chân với nàng. Thấy Cường Đình đưa tay nắm lấy đoàn đao bên hông, định đứng dậy hành động, huỳnh đệ Long già sợ hắn làm hỏng kế hoạch, Long Đại vội lao tới đoạt lấy chủy thủ. Cường Đình khó thở, muốn lên tiếng kháng nghị, Long Đại lại dùng tay che cả mũi lẫn miệng hắn. Cường chẳng đã, hắn liền há mồm ngoạm lấy tay Long Đại. Bị cắn đau đến mức gân xanh trên trán nó cũng nổi lên, nhưng vì công tử nhà mình, Long Đại liều mạng chịu đựng. Có điều y chịu được chứ Cường Đình thì không chịu được, hắn bung tay đẩy Long Đại ra rồi tung người nhảy xuống. nào để cho lão phù dạy cho ngươi. tả tướng nắm lấy tay mần hạ. đột nhiên xuất hiện một thanh đao đặt sau lưng lão. vốn khuôn mặt giả nua đang đèo lên nụ cười dâm tà nhìn thấy cương đình thoáng một cái nhăn lại đến khó coi. người muốn làm gì? cương đình đẩy tay cầm dao cười như cáo trộm gà. theo thói quen muốn cầm quạt lên che mặt, mặt chợt nhớ ra mình quên mang theo, đành ngượng ngùng chuyển thành vuốt cầm. Hừm đoạn đao này của ta có thể chém gãy lưỡi kiếm ngươi mà làm ra hành động thừa thãi nào coi chừng ta run tay chém bừa mà ngươi hiểu chuyện như ngươi kẻ thông minh luôn hiểu đạo lý không cần thừa lời chỉ nói nửa câu đã thấu hiểu mọi chuyện cương đình vung tay đánh ngất tả tướng sau đó ra hiệu cho năm anh em long ra nhảy xuống bắt đầu hành động tả tướng lúc tỉnh lại thì xung quanh yên lặng như tờ theo bản năng định hô gọi người tới nhưng đến phút chót lão đã kiềm lại rón rén bỏ đến bên thư chắc tay lão ấn vào nơi nào đó trên thư chắc mặt đất liền khẽ chuyển động mở ra một hầm ngầm long nhị nghe thấy động tĩnh ngay lập tức thả người nhảy vào hầm ngầm đuổi theo tả tướng cương đình còn đang cầm tay mân hạ quan tâm hỏi han lão già kia không làm gì nàng đấy chứ mấy anh em long già đứng nhìn cảnh này cũng không tiện xen vào cuối cùng vì lo lắng cho an nguy của huynh đệ nhà mình long đại đành ra mặt nói công tử tiểu nhị hắn Nghe thấy Long Đại lên tiếng, Cương Đình tỉnh táo lại, vội vàng buông tay Mân Hạ ra. <laughs> Ta đã đưa bản đồ địa hình thầm ngầm cho Long Nhị rồi. Long Đại còn muốn nói gì đó thì tiếng bước chân vang lên từ bốn phía. Hẳn là có không ít người đang kéo tới. Cả đám nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Mân Hạ chăm chú lắng nghe. Lo lắng trong lòng bắt đầu nổi lên. Tính cả Long Nhị còn đang ở dưới hầm ngầm thì bọn họ mới có bảy người. Xem ra đêm nay khó mà thoát khỏi nơi này rồi. Lão già này cũng biết sợ chết Thuê hẳn một đám 12 cao thủ đến làm hộ vệ cho mình 12 người Xong rồi xong rồi Lòng đại vốt mồ hôi trên trán Nhị đệ còn đang ở bên dưới Bọn gã không thể bỏ lại anh em của mình mà chạy thoát thân được Nếu công tử định làm như vậy Bọn họ nhất định sẽ tự tài kết liễu hắn Kẻ vô tình vô nghĩa Không đáng để bọn họ liều mạng đi theo Cương đình quay đầu nhìn vẻ mặt sốt ruột của Mân Hạ Bì tráng cất lời Mân Hạ, ta ở lại ngăn cản đám hộ vệ nàng và huynh đệ long ra mau chóng chạy đi không phải là hắn không có cách mà giờ phút này hắn đang vờ như bản thân bất lực để cho bọn họ lựa chọn nếu huynh đệ long ra mà bỏ chạy giữ mạng vậy thì coi như hắn trọng dụng sai người công tử ngài lại để cho bọn gã đi trước ư người họ long chưa bao giờ là kẻ vội tình bạc nghĩa như vậy lòng đại lắc đầu cùng nhau đi cương đình lại bình tĩnh nhìn sang vân hạ chỉ cần nàng quay người bước đi trước hắn sẽ tự ra tay với nàng nếu như nàng chọn ở lại cùng hắn đồng sinh cộng tử vậy kiếp này hắn sẽ cùng nàng một đời ân ái quyết không phụ nhau có điều dường như là hắn đã quên tình cảm không phải là thứ hắn muốn thì có chán liền phai nói bậy bạ gì vậy hiện tại ta còn có thể chạy hướng nào chứ cường đình ngươi đừng có làm ca nữa mân hạ đứng sát vào tường theo như tiếng bên ngoài có thể đoán ra ít nhiều tình huống hiện tại. Hai bên đều không ai tùy tiện ra tay trước. Hẳn là đám hộ vệ bên ngoài kiêng kỵ tả tướng còn nằm trong tay bọn họ. Chỉ cần lão không lộ diện, bọn chúng tuyệt đối không dám động thủ. Đáng tiếc, đám hộ vệ áo đen này cũng không hẳn là chỉ biết nghe lệnh. Dầm một tiếng, sáu tên áo đen từ trên nóc nhà đánh xuống. Nhìn hành động của chúng xem ra là không có gì cố kỵ, trực tiếp cầm kiếm hướng về phía đám cương đình tấn công. Cương Đình rút đoàn đao bên hông ra, nhảy về phía đám người áo đen gần nhất. Một đao xoẹt qua cổ rất nhanh, đã khiến tên kia gục xuống. Tuy đoàn đao sát nhưng bất lợi về chiều dài, lúc va chạm với lưỡi kiếm đối phương, lực xung phản lại khiến cho tay hắn tê dần. Đám người áo đen thấy bên phe Cương Đình cùng lúc xông lên, liền đứng dựa lưng vào nhau, năm người triển khai thế công không một góc chết, kẻ này tiến công, liền có kẻ khác phòng thủ, khiến Cương Đình không thể xuống tay, nhất thời nóng vội làm lộ ra sơ hở không cẩn thận xính vải mấy đường kiếm của đám đó hắn bất đắc dĩ phải lui lại nhường cho anh em long ra tiến lên vân hạ đứng ngoài vòng chiến cố giữ bình tĩnh cương đình muốn mở đường máu cho nàng an toàn rời đi nhưng nàng không thể cho dù là vì hắn cũng không tâm trạng bấy lâu nay vốn bình lặng lại bắt đầu dậy sóng nàng vội lấy kim sang dược trong ngực áo ra xé y phục của hắn rồi đem thuốc bột đổ lên miệng vết thương kiên nhẫn một chút không sao nàng mau kiếm chỗ an toàn tự bảo vệ chính mình đi. Cương đình đẩy mân hạ ra, tranh thủ không để đám hộ vệ có cơ hội thở dốc. Hắn rút kiếm tiếp tục xông vào trận chiến. Trong thư phòng lúc này đã là một đống hỗn loạn, sạch vở bàn ghế đều bị đẩy ngã trên mặt đất. Long Tam bị thương biến cục diện thành bốn trọi năm. Bên phe cương đình, ngày càng rơi vào thế bất lợi. Nếu không có cơ hội lật ngược tình thế, e rằng hôm nay bọn họ không thể toàn mạng trở ra. Trải qua mấy chiêu sau, Cương Đình và huynh đệ Long Gia đều bị bắt giữ, đám hộ vệ kính cần trói mân hạ lại. Các người đừng mơ chạy trốn, dù cho chạy ra ngoài thư phòng cũng không thể thoát khỏi tướng phủ. Chương 6 Mân Điện Hạ Cương Đình nhìn mân hạ, trong lòng hối hận không thôi, rõ ràng là việc của hắn không nên để liên lụy tới nàng như vậy. Có hối hận vì đã ở lại cùng ta không? Không biết Long Nhị và Tà Tướng bên kia thế nào rồi? Mân hạ gượng gạo chuyển đổi chủ đề, bây giờ hối hận thì còn có tác dụng nữa huỳnh đệ long gia nghe vậy cũng không giấu nổi lo no lắng hy vọng tình hình của long nhị khá hơn bọn y bây giờ cương đình thấy mân hạ không nói tiếp thì cũng chỉ thở dài nhất định trong lòng nàng đang rất giận hắn các ngươi cho rằng long nhị không đánh lại một lão già hơn năm chục tuổi à Huynh đệ long gia gật gù cảm khái thật là tả tướng còn bao nhiêu phúc thì tranh thủ hưởng nốt đi thôi lòng nhị hắn mạnh lắm đấy phượng mân chúng ta không cần phải đóng kịch nữa đâu. Cương Đình nhẹ giọng lên tiếng, lời nói ra mang theo ngập tràn hoài niệm. Mần Hạ khẽ cười lạnh một tiếng, tâm tình chôn giấu dưới đáy lòng bình thường không nhớ tới. Giờ nghe hắn nhắc lại, đủ mọi tư vị bỗng nảy lên. Khi xưa là một mực theo đuổi, hòn hắn trước sau để lạnh nhạt hở hững, giờ lại muốn khởi chuyện trêu chọc người khác ư. Khi còn trẻ thì chẳng biết buồn dâu, một lòng mong câu ước hẹn, cuối cùng tự mình chuốc lấy chán nản, hiện tại chuyện gì cũng đã trải qua ta đã quên sạch từ lâu rồi huynh không cần tiếp tục bận tâm khi nàng đi rồi ta mới phát hiện khoảng trống trong lòng đó chẳng có gì có thể lấp đầy được cương đình cúi đầu giọng rất khẽ hắn đã từng cảm thấy mần hạ cứ bám giết lấy mình vô cùng phiền phức nhưng thời gian trôi qua trong lòng cũng dần chấp nhận ngay đúng lúc hắn định mở lời cầu hôn thì nàng lại biến mất dường như muốn xóa sạch sự tồn tại của bản thân mần hạ dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn tâm đã nguội lạnh lời thổ lộ còn có ích gì ta đã từng khổ sở vì huynh lúc đó vì ta để ý đến huynh nhưng hiện tại ta chẳng cảm thấy có chút sàn vặt nào là bởi ta không cần đến huynh nữa rồi trong khoảnh khắc đó trái tim mần hạ bỗng đập mạnh nàng hiểu rõ nếu bản thân thật sự đã quên cương đình thì sẽ không vì câu nói vừa rồi của hắn mà rung động ngược lại với yêu là hận nàng không hận không yêu nhưng đồng thời cũng không buông tay bao nhiêu tâm tình đều chôn sâu dưới đáy lòng những điều hắn làm vì nàng nàng đều thản nhiên tiếp nhận và cũng chỉ có vậy mà thôi rầm 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 nơi lòng nhị và tà tướng biến mất bỗng phát sinh đã động tĩnh huynh đệ long già kích động chạy tới thăm dò nhị ca là huynh phải không Các huynh đệ là ta đây công tử sổ sách đều đã lấy được rồi vừa dứt lời cửa hầm ầm ầm hai tiếng rồi từ từ mở ra cả đám vội kéo tới vây quanh lòng nhị gã rút đoàn đào bên hồng cắt đứt dây chó cho từng người lão cáo giả kia định nhốt chết ta dưới hầm Nhìn lão đâu có ngờ công tử đã sớm đoán được cho ta bản đồ từ trước bảy người lại vội vàng nhảy xuống hầm lòng nhị đi trước dẫn đường mò mẫm nửa canh giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh trăng bên ngoài cương đình lớn tiếng cảm thán ít nhiều trong lòng dâng lên cảm giác bội phục thần hiếm thấy ai biết nghĩ xa như lão lão cáo già giả hoạt vậy mà có thể đào hầm thông đến tận ngoài thanh Mân Hạ liếc nhìn vẻ mặt của hắn rồi lại ngước đầu, ngắm không chung, điểm nhiên hỏi. Cương Đình, số bạc huynh cướp đã trả về Tây Bắc chưa? Gì chứ, nàng thật sự coi ta là cướp đấy à? Cương Đình cười cười đầy cân nhắc, nhưng đợi một hồi không thấy Mân Hạ đáp lời đành sờ sờ mũi, chủ động báo cáo. Ta là phụng theo hoàng mệnh mới đi cướp, chứ bình thường dù có đến năm lá gan cũng không dám chặn đầu xe của tổng đốc Tây Bắc đâu à. Long Đại kéo tới một con ngựa. Mân Hạ thản nhiên nhận lấy dây cương liếc mắt nhìn cương đình ta phượng mân ở điện khai minh đợi huynh trở về được gặp lại ở điện khai minh mần điện hạ của ta cương đình nhẹ nhàng gật đầu nhìn theo bóng mân hạ thúc ngựa rời đi lòng đại đứng bên cạnh kéo tay áo hắn khó xử hỏi công tử vậy chúng ta quay về thế nào các ngươi đều là cao thủ võ lâm chạy bộ về hẳn là không thành vấn đề còn ta làm phiền các ngươi thầy nhào cõng vậy Vừa dứt lời, tám huynh đệ lòng già đã tái mặt nhìn nhau. Cường Đình bật cười. Đi thôi, cùng nhau chạy bộ về. Hết chuyện. Đùa. Chả hiểu chuyện này nói về cái gì nữa. Nhưng mà dẫu xa thì cũng đã đọc rồi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.